Oh, internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng suốt tuần qua. Trong một tuần qua, nhiều người dùng internet tại Việt Nam cảm thấy khó khăn khi sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào các trang web quốc tế. Nguyên do của sự việc này giờ đây đã được xác định. Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ internet ISP tại Việt Nam, tuyến cáp quang biển quốc tế nối châu Á và Mỹ AG lại vừa gặp sự cố hôm 16 tháng 8 vừa qua. Điều này đã làm ảnh hưởng đến kết nối internet từ Việt Nam đi quốc tế trong thời gian qua. Đại diện của ISP này cho biết Cáp quang AAG gặp sự cố trên nhánh S1H trên hướng kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồng Kông, cách bờ biển Vũng Tàu 124,5 km. Nguyên do của sự cố được xác định là do lỗi nguồn. Phải đến ngày 29 tháng 8, tàu sửa cáp mới tiếp cận được vị trí gặp sự cố và dự kiến đến ngày mùng 3 tháng 9 tới đây, sự cố mới có thể khắc phục hoàn toàn. AAG là tuyến cáp quang quốc tế nối liền châu Á và Mỹ thông qua Thái Bình Dương, được nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng tại Việt Nam sử dụng. Hậu quả của sự cố sẽ khiến cho việc liên lạc trao đổi thông tin đi nước ngoài của người dùng trong nước bị ảnh hưởng do lượng chuyển sang sử dụng các hướng dự phòng khác và nhiều khả năng bị ngẽn do các hướng dự phòng không đủ sức đáp ứng tuy nhiên sự cố chỉ xảy ra với các liên lạc ở quốc tế với các dịch vụ trang web đặt máy chủ trong nước không bị ảnh hưởng bởi sự cố này